Chào bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng CapCut ở trên điện thoại. Đây là một cái ứng dụng sẽ giúp chúng ta biên tập video. Để sử dụng ứng dụng này thì đầu tiên các bạn cần phải tải ứng dụng về và cài đặt. Thì các bạn tải ứng dụng có tên là CapCut, sau đó chúng ta cài đặt và chúng ta sẽ mở ứng dụng này lên. Khi mà truy cập vào CapCut thì các bạn sẽ cần phải đăng nhập bằng email, bằng Facebook hoặc là đăng ký một tài khoản để đăng nhập vào đây. Và khi các bạn đăng nhập vào thì cái giao diện của CapCut nó sẽ như thế này capcut thì cung cấp cho chúng ta khá là nhiều những tính năng và nổi bật nhất trong tính năng đó là tính năng tạo video. thì thứ nhất là phía bên trên này thì các bạn có thể thấy những cái một số những tính năng của nó như là máy ảnh cho phép chúng ta chụp ảnh này, làm mịn chú thích hay là máy nhắc chữ là một số tính năng thêm của nó. thì đấy là những cái tính năng mở rộng thôi. chúng ta có thể tự tìm hiểu sau. còn để sản xuất một cái video ấy, thì các bạn sẽ sử dụng những cái tính năng thứ nhất là cái tính năng mẫu mẫu của capcut ở bên dưới này các bạn sẽ nhìn thấy có một nút mẫu ở đây thì đây là một cái nơi mà CapCut cung cấp cho chúng ta rất nhiều những cái mẫu làm video có sẵn à, với những cái hiệu ứng và những cái trend đang nổi bật nhất bây giờ. Đấy thì các bạn có thể sử dụng luôn những cái mẫu này. Ví dụ các bạn à, xem một cái mẫu này. Đó thì nếu mà chúng ta thấy thích cái mẫu này thì các bạn có thể nhấn vào cái nút là sử dụng mẫu này. Đó, sau đó thì à, cắt cắt sẽ truy cập vào cái video của chúng ta ở trên điện thoại để cho chúng ta lựa chọn một cái video bất kỳ để chúng ta sẽ áp dụng với cái mẫu đó của cắt thì đây là cái cách để tạo video nhanh nhất ví dụ như là mình sẽ chọn một cái video này chẳng hạn này. Sau đó mình sẽ nhấn xem trước. <laughs> đó thì cái video của mình nó sẽ được đưa vào áp dụng theo cái mẫu như vậy và sau khi mà uh, thấy ok rồi thì mình có thể nhấn vào cái nút xuất ở phía bên, bên trên này là mình sẽ xuất được ra video thì đấy là những cái mẫu uh, có sẵn của cắp cắt để cho chúng ta sử dụng các bạn có thể tìm tất cả những cái mẫu ở đây cho ta thấy cái mẫu nào hợp với chúng ta thì chúng ta lựa chọn đó. thì đấy là cách đầu tiên để chúng ta tạo ra những video còn cái cách thứ hai là chúng ta tự tạo video tự biên tập chỉnh sửa video chúng ta thì các bạn nhấn vào cái nút chỉnh sửa này đó, thì ở đây để bắt đầu chỉnh sửa biên tập một cái video thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút là dự án mới ở phía bên trên này. Rồi, thì lúc đó thì CapCut sẽ truy cập vào cái video ở trên điện thoại chúng ta và các bạn lựa chọn một video bất kỳ để chúng ta sẽ uh, sử dụng để làm. Ví dụ mình sẽ lựa chọn cái video này. Đó, sau đó mình sẽ nhấn vào cái nút thêm ở phía dưới này. Các bạn có thể lựa chọn cùng một lúc nhiều video để đưa vào cũng được. Đó, như ở đây mình sẽ chọn một cái thôi, sau đó mình nhấn thêm. Đấy, thì video của mình đã được đưa vào như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu những cái thao tác để biên tập video Thứ nhất là các bạn muốn cắt video chẳng hạn Thì chúng ta sẽ sử dụng tay này chúng ta sẽ kéo cái video của chúng ta Và các bạn để ý thấy nó sẽ có một cái thanh uh, sọc trắng như này Đó cái thanh sọc trắng đấy là xác định cái vị trí mà chúng ta muốn làm với cái video đó Ví dụ mình muốn cắt cái đoạn đầu video Đây mình muốn cắt đến cái đoạn mà đi đến chỗ cái đấy, Người phụ nữ đang sang đường này chẳng hạn Đấy mình cắt đến đây mình muốn bỏ cái đoạn đầu đi chẳng hạn thì mình sẽ đưa cái đoạn đó đến chỗ thanh ngọc sọc trắng này sau đó nhấn mình nhấn vào cái nút chỉnh sửa ở phía bên dưới tiếp theo mình nhấn nút tách đấy, khi mà mình nhấn nút tách này thì cái chỗ thanh sọc trắng đấy nó sẽ được tách ra đó, và nó sẽ tách làm hai phần một phần phía trước này và một phần phía sau này đó chúng ta muốn xóa phần nào thì chúng ta sẽ lựa chọn phần đó để chúng ta xóa ví dụ mình muốn xóa phần đầu này mình sẽ chọn cái phần đầu sau đó mình nhấn nút xóa ở đây như vậy là phần đầu sẽ được xóa đi và lúc này video của mình nó sắp bắt đầu từ cái đoạn người phụ nữ đi sang đường đó như này. Rồi tương tự như vậy, các bạn muốn cắt đoạn sau thì các bạn cũng đưa chuột đến như này. Đó, chúng ta cũng nhấn chỉnh sửa và chúng ta tách. Đấy, tức này chúng ta sẽ tách một đoạn đằng trước và đoạn đằng sau này mình sẽ xóa đoạn này đi. Hoặc chúng ta muốn xóa một đoạn ở giữa chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ đưa cái đoạn mà chúng ta muốn xóa đến cái chỗ sọc trắng này. Sau đó mình sẽ nhấn chỉnh sửa, mình tách mình tách một uh, gạch ở chỗ này sau đó mình sẽ kéo lên đây mình sẽ tách tiếp đó, như vậy mình đã tách được một cái đoạn ở giữa như này đấy chúng ta có thể dùng tay để chúng ta kéo giãn này, này để cho nó dễ nhìn hơn đấy mình xóa mình cắt được một cái đoạn ở giữa này đấy mình cắt hai đầu thì là đoạn ở giữa đã được cắt và bây giờ mình xóa thì mình nhấn nút xóa thôi đó như vậy là xong còn ví dụ mình muốn xóa nhầm hay là mình muốn quay lại các bước trước thì mình nhấn vào cái nút uh, quay lại này đấy, thì video của mình sẽ được quay lại rồi như vậy là cái phần cắt video. Còn ví dụ uh, chúng ta muốn ghép thêm video vào thì các bạn nhấn vào cái dấu cộng ở chỗ này. Đó, thì nó lại tiếp tục truy cập vào trong cái uh, video trên điện thoại chúng ta và các bạn lựa chọn một cái video tiếp theo. Đấy chúng ta nhấn thêm vào. Đấy, như này là chúng ta có thể ghép thêm video vào. Thì các bạn lưu ý là uh, khi mà ghép video vào thì các bạn cũng có thể là uh, sắp xếp lại được uh, vị trí của video. Ví dụ chúng ta muốn cái video chúng ta thêm vào nằm ở phía trước hay nằm ở phía sau thì các bạn giữ tay vào cái video đó. Đấy, sau đó các bạn kéo này, đó, các bạn có thể kéo video của chúng ta đi này, giữ tay vào cái video đó để kéo cái vị trí của nó đến cái vị trí mà chúng ta muốn. Đấy, ví dụ video này mình đã cắt làm nhiều phần rồi, thì các bạn cũng có thể ngoài cái việc xóa cái phần cắt đấy đi, thì các bạn có thể lựa chọn vào cái phần cắt đấy, các bạn kéo đến vị trí nào các bạn muốn. Đó, có nghĩa là một video các bạn có thể cắt làm nhiều phần và mỗi một phần đấy các bạn cũng có thể sắp xếp cái vị trí của nó bằng cách giữ tay vào và kéo đến vị trí các bạn muốn thôi tiếp theo đối một cái video như này ví dụ video mình quay ngoài đường như này thì chắc chắn là nó sẽ bị lẫn những cái tạp âm như là tiếng ồn ngoài đường tiếng gió tiếng âm thanh hay là đơn giản là tiếng người nói mà chúng ta muốn tắt những cái âm thanh nó đi chúng ta không muốn sử dụng những âm thanh gốc của video để sau này chúng ta lồng nhạc và chúng ta sử dụng thôi thì các bạn có thể tắt cái âm thanh gốc của video bằng cách rất đơn giản là nhấn vào cái nút tắt tiếng ở đây ví dụ bây giờ mình sẽ nghe thử video của mình nhé đó tiếng gió rất nhiều. Nhưng bây giờ mình sẽ nhấn vào nút tắt tiếng này và chúng ta sẽ nghe lại. Đó nó sẽ không còn cái tiếng nào nữa. Đấy là cái cách để chúng ta sẽ tắt cái âm thanh gốc của video này đi. Và bây giờ khi tắt âm thanh gốc rồi, nếu mà chúng ta muốn chèn nhạc vào trong video của chúng ta thì chúng ta làm như nào? Thì các bạn nhìn thấy ngay bên dưới nó sẽ có nút âm thanh ở bên dưới này. Đó, hoặc là các bạn sẽ nhấn nút âm thanh ở đây cũng được. Đó, sau đó chúng ta nhấn vào tiếp vào âm thanh. Rồi thì nó sẽ truy cập vào cái phần để cho chúng ta lấy âm thanh thì ở đây nó sẽ cho chúng ta những cái âm thanh có sẵn của cắt cắt được chia làm các chủ đề như là du lịch vlog tươi mới chữa lành ấm áp beat hay là những chủ đề khác thì các bạn lựa chọn một chủ đề phù hợp ví dụ như là vlog chẳng hạn ở đây thì nó sẽ có những cái âm thanh lít rất là nhiều và chúng ta sẽ tiến hành nghe thử trước bằng cách là nhấn tay vào bất kỳ một cái âm thanh nào ví dụ âm thanh này nghe thử nếu mà thấy nó hợp với lại cái video chúng ta thì chúng ta sẽ nhấn vào dấu cộng để chúng ta thêm vào còn nếu mà không hợp thì chúng ta nghe tiếp bài khác đó, ví dụ mình nghe bài đầu tiên đó thì mình thấy ok hơn bài kia thì mình sẽ nhấn vào dấu cộng ở đây thì nó sẽ được thêm âm thanh vào phía bên dưới này đó, âm thanh sẽ được thêm vào video của mình đó, trường hợp mà âm thanh ở đây âm thanh của mình nó đang dài hơn so với lại video có nghĩa là video kết thúc rồi nhưng mà âm thanh vẫn còn đó, thì chúng ta có hai cách một là các bạn cũng đưa chuột đến cái đoạn âm thanh mà chúng ta muốn cắt đi này. Đó, sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái âm thanh đó và chúng ta sẽ nhấn nút tách. Đấy thì nó sẽ cắt cho chúng ta cái đoạn âm thanh này đi này. Đoạn đằng sau này và chúng ta chỉ việc xóa nó đi là nó sẽ xóa cái đoạn âm thanh thừa đi. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai mà chúng ta muốn cho cái âm thanh nó bằng với video ấy thì các bạn có thể kéo xuống cuối cái đoạn âm thanh này, sau đó chúng ta sẽ chọn cái âm thanh đó và ở cuối này nó sẽ có một cái đầu trắng và chúng ta sẽ giữ tay vào cái đầu phần trắng đấy như này sau đó chúng ta sẽ kéo ngắn nó lại kéo ngắn nó lại để cho nó bằng cái video của chúng ta là được đó, như thế này nói còn cách thứ ba thì buộc lòng các bạn là phải thêm những cái đoạn video khác vào để cho nó dài bằng cái âm thanh của chúng ta thôi hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cái tính năng tách này để các bạn cắt một cái đoạn giữa của âm thanh đi để mình ráp hai đầu lại với nhau có nghĩa là âm thanh thì cũng giống như là video chúng ta có thể cắt làm nhiều phần và xóa đi những phần mà chúng ta không mong muốn ngoài ra với âm thanh thì các bạn có thể tăng giảm về âm lượng bằng cách là các bạn chọn âm thanh thì bên dưới nó sẽ có nút âm lượng ở đây đấy thì chúng ta sẽ nhấn vào âm lượng này các bạn có thể tăng giảm âm lượng của âm thanh để cho nó nhỏ hơn hoặc là nó to hơn tùy theo cái mục đích sử dụng của chúng ta và một cái nữa đối với âm thanh nếu mà chúng ta muốn thường chúng ta muốn cái đoạn cuối này nó sẽ nhỏ dần à, khi mà kết thúc video ấy, thì các bạn có thể lựa chọn vào âm thanh này sau đó các bạn chọn cái tính năng là làm mờ ở đây đó thì đây nó sẽ có hai phần là rõ dần và mờ dần ví dụ các bạn muốn âm thanh nó tăng gọt lên thì các bạn chọn nó rõ dần còn chúng ta muốn cái âm thanh nó nhỏ dần nhỏ dần đi thì các bạn chọn mờ dần này chúng ta sẽ đẩy như thế này đó như thế này Đấy, sau đó chúng ta sẽ nhấn tích vào rồi thì chúng ta sẽ chuyển đến đoạn cuối này. Đó, thì nó sẽ đến cái đoạn cuối này nó sẽ nhỏ dần nhỏ dần đi, các bạn thấy nó được thu gọn lại này. Đó, thì âm thanh nó sẽ nhỏ dần ở cái đoạn cuối đi. Rồi tiếp theo đối với lại cái video này của các bạn, các bạn cũng có thể là làm cho nó tốc độ nhanh hơn hoặc là chậm hơn bằng cách là chúng ta chọn vào cái đoạn video mà chúng ta muốn làm ở đây các bạn lưu ý là đối với video ấy, các bạn muốn làm nhanh đoạn nào hay chậm đoạn nào thì các bạn phải cắt riêng cái đoạn đấy ra âm thanh cũng vậy Đó, nếu mà chúng ta lựa không cắt nó ra chúng ta lựa chọn cả nó ấy, thì cái tính năng cái hiệu năng mà chúng ta sử dụng ấy nó sẽ áp dụng cho toàn bộ cái đoạn âm thanh hoặc là cái đoạn video đấy cho nên nếu mà chúng ta chỉ muốn áp dụng với một đoạn thôi thì các bạn phải cắt riêng cái đoạn đấy ra ví dụ như là mình một chỉ muốn áp dụng cái tốc độ nhanh cho cái đoạn đầu tiên này thôi đấy, thì mình phải cắt cái đoạn đầu này ra đấy, còn đoạn hai các đoạn sau này nó sẽ không bị ảnh hưởng Đấy, thì sau khi mà cắt đoạn đầu ra thì mình sẽ chọn đoạn đầu này đó sau đó là mình sẽ ở dưới dưới nó sẽ có cái tính năng là tốc độ đó thì chúng ta sẽ nhấn vào phần tốc độ này và chúng ta chọn là bình thường đấy, thì ví dụ các bạn muốn nó chậm hơn thì các bạn sẽ giảm mới đi mặc định ở đây là một x và bây giờ chúng ta muốn nó chậm hơn thì các bạn kéo dần về phía bên trái này như thế này đấy chúng ta sẽ cho chạy thử nhé đấy, thì nó sẽ chậm hơn còn nếu mà chúng ta muốn nhanh hơn thì chúng ta sẽ tăng lên ví dụ như là 5 x chẳng hạn này Đấy, thì mình sẽ cho cái đoạn đầu này Đấy, thì nó sẽ nhanh hơn đó là đối với tính năng với âm thanh và video tiếp theo chúng ta có thể thêm những cái tính năng khác như là thêm chữ hay là thêm nhãn dán vào trong video của chúng ta à, ví dụ bây giờ chúng ta muốn thêm chữ vào trong video thì ở đây nó sẽ có nút văn bản này các bạn sẽ nhấn vào nút văn bản này Đấy, và chúng ta sẽ lựa chọn là thêm chữ chúng ta sẽ bắt đầu viết chữ Đấy, mình sẽ viết chữ vào đây Tiếp theo thì các bạn có thể là kéo cái chữ này đến bất kỳ một cái vị trí nào mà chúng ta muốn, các bạn chỉ việc giữ tay và chúng ta sẽ kéo đến vị trí chúng ta muốn thôi à, Tiếp theo ở đây nó sẽ có các cái tính năng cho chúng ta lựa chọn đối với chữ như là phong cách chữ này Hiệu ứng, à, hiệu ứng động hay là phông chữ thì chúng ta sẽ nhấn vào đó, đầu tiên là phông chữ trước Thì các bạn lựa chọn cái phông chữ nào mà nó không bị lỗi phông ấy đó. Bởi vì là khi mà chúng ta viết tiếng Việt thì đôi khi nó sẽ bị lỗi phông chữ thì các bạn lựa chọn những cái phông nào nó phù hợp và nó không bị lỗi phông chữ rồi ví dụ mình chọn phông chữ này mình sẽ kéo lên đây phong cách mình sẽ chọn phong cách chữ này bạn này hiệu ứng hiệu ứng thì ví dụ mình sẽ chọn hiệu ứng này rồi tiếp theo về hiệu ứng động hiệu ứng động là chuyển động của chữ thì các bạn lưu ý ở đây là chúng ta đang sử dụng cái bản miễn phí của cắt cắt cho nên là các bạn nên lựa chọn những cái hiệu ứng nào mà nó không có chữ pro bởi vì những cái hiệu ứng mà có chữ pro thì các bạn phải trả phí thì các bạn mới được phép sử dụng đó do đó là khi mà các bạn sử dụng hiệu ứng này thì chọn những cái hiệu ứng mà không chữ pro nhé ví dụ như mình chọn hiệu ứng đầu tiên này Đấy, chữ nó sẽ chạy ra như vậy rồi rồi bong bóng ngoài ra còn những cái khác thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây sau khi mà tùy chỉnh xong những cái này rồi thì bạn nhấn dấu tích ở đây để lưu lại và cái chữ của chúng ta nó đã được xuất hiện ở trong video này và đối với chữ này thì các bạn thứ nhất là các bạn có thể kéo ngắn nó lại hoặc kéo dài nó ra là cái thời gian xuất hiện của chữ. À, ví dụ chúng ta muốn thời gian xuất hiện của chữ nó chỉ đến đây là nó hết thôi. À, chỉ đoạn đầu này là hết thôi. Như này. Đấy. Thì là các bạn kéo ngắn như này. Còn nếu chúng ta muốn nó dài thêm ra thì các bạn giữ tay và chúng ta kéo thêm dài thêm ra. Đấy. Đến chỗ nào nó hết chữ thì nó sẽ kết thúc như này. À, còn nếu mà các bạn muốn chữ này nó bắt đầu từ vị trí nào ấy, thì các bạn cũng có thể giữ tay vào chữ. À, sau đó chúng ta kéo cái chữ này đi đến cái vị trí chúng ta muốn xuất hiện. Đấy, chúng ta muốn là đến đây chữ mới xuất hiện chẳng hạn thì đầu thì sẽ chưa có chữ này Đáng chạy đến đây thì chữ mới bắt đầu xuất hiện ra đấy thì các bạn cũng có thể giữ tay là kéo chữ đến vị trí mà chúng ta muốn ngoài ra thì các bạn cũng có thể thêm chữ thêm nhiều chữ khác bây giờ các bạn thêm xong chữ này rồi bây giờ chúng ta lại nhấn vào thêm chữ tiếp thì chúng ta lại được thêm một cái đoạn chữ nữa đấy, và chúng ta lại tiếp tục và chỉnh sửa theo ý chúng ta muốn ở trên này rồi ví dụ như là chữ này mình sẽ để sát vào đầu và mình sẽ kéo độ dài của nó đến tầm này. đoạn video này mình sẽ bỏ đi vì nó không được đẹp lắm. Đấy, mình sẽ để chữ như này. rồi tiếp theo các bạn có thể thêm nhãn dán vào trong cái video của các bạn cũng bằng cách là nhấn vào phần uh, văn bản ở đây thôi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần nhãn dán ở đây này hoặc là các bạn quay ra ngoài này các bạn cũng có thể tìm thấy phần nhãn dán ở đây. có nghĩa là chúng ta sẽ tìm tới cái tính năng là nhãn dán thì tại đây nó sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả những cái nhãn dán hay còn gọi những cái icon những cái biểu tượng. Đấy, thì các bạn ví dụ mình lựa chọn cái biểu tượng mũi tên này chẳng hạn, thì chúng ta mình sẽ nhấn vào biểu tượng mũi tên đó thì nó sẽ được thêm vào trong video của mình. Đấy, và mình muốn cái biểu tượng mũi tên này nó nằm ở đâu thì các bạn cũng chỉ việc đưa tay vào kéo nó đến vị trí chúng ta muốn. Rồi thì ở bốn góc của bốn cái của cái mũi tên này thì nó sẽ có bốn cái tính năng. Thứ nhất là các bạn có thể xóa nó đi thì nhấn vào nút này. Đó, các bạn muốn là Uh, kéo giãn phóng to thu nhỏ nó thì các bạn nhấn vào nút này Đó, các bạn muốn nhân bản thì nhấn vào cái nút này Đấy, còn các bạn muốn uh, tùy chỉnh về về cái chuyển động của nó thì các bạn nhấn vào cái nút này Đấy, ví dụ đầu tiên mình sẽ phóng to thu nhỏ này Đấy, rồi mình có thể nhấn vào đây để nhân bản ra thành hai mũi tên này à, hoặc là mình nhấn vào cái biểu tượng này Đấy, để mình tùy chỉnh lại về cái hiệu ứng của nó như thế nào rồi đó là thêm nhãn dán và tương tự như chữ này thì nhãn dán này các bạn cũng có thể kéo cái vị trí nó của nó xuất hiện bắt đầu xuất hiện chỗ nào thì các bạn cũng có thể kéo cái vị trí của nó đến cái chỗ các bạn muốn còn muốn xóa đi thì các bạn cũng lựa chọn vào cái nhãn dán đó xong các bạn nhấn nút xóa thôi Đấy, như vậy là xong ngoài ra thì các bạn còn một số những cái tính năng khác như là tạo thêm các hiệu ứng cho video này bộ lọc tùy chỉnh về màu sắc thì các bạn phải lựa chọn ở phía bên dưới này thêm một cái nữa là đối với phần âm thanh thì Ngoài cái việc là thêm âm thanh theo những cái âm thanh có sẵn của các cắt ở trên này thì các bạn có thể nhập thêm âm thanh từ máy của các bạn bằng cách là các bạn nhấn vào cái biểu tượng tẹp ở đây. Đấy, thì ở đây nó sẽ có phần là tệp là đã trích xuất. À, trích xuất ở âm thanh từ video ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn có một cái video nào đó uh, có âm thanh và bạn thích âm thanh trong cái video đấy nhưng mà các bạn chỉ muốn lấy âm thanh ở trong đó thôi, các bạn không muốn lấy hình thì các bạn có thể nhấn vào cái nút là trích xuất âm thanh từ video này đó, sau đó là các bạn chọn một cái video mà các bạn có sẵn đấy các bạn nhập vào thì cái cắp cắt sẽ giúp các bạn là trích xuất riêng cái âm thanh của video đó ra thôi để lấy cái âm thanh đó để cho các bạn đưa vào trong video này đó, còn ngoài ra thì các bạn có thể nhấn vào cái nút là từ thiết bị này để lấy những âm thanh uh, khác ở trên điện thoại của các bạn để nhập vào bên trong cái video của các bạn thay vì là sử dụng những cái âm thanh có sẵn của tiktok ở đây mình ví dụ như bây giờ mình muốn lấy âm thanh từ VB mình chuyển sang chẳng hạn Thì mình sẽ vào trong cái ứng dụng VB này Ở đây là một ứng dụng cho phép chúng ta chuyển văn bản thành giọng nói đó Và mình sẽ lấy cái văn bản thành giọng nói này mình sẽ đưa vào trong cắp cắt Thì cái mình đã có một video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng VB rồi Các bạn có thể xem lại ở trên kênh của mình nhé Thì bây giờ mình vào VB này ở phần lịch sử đó, mình thấy được những cái bản mà mình đã chuyển vào văn bản thành giọng nói ở đây rồi thì bây giờ mình sẽ đưa cái phần văn bản thành giọng nói này sang cấp cắt của mình để mình lồng ở trong video thì ở đây mình sẽ không sử dụng cái nút là tải về bởi vì là tùy theo từng dòng máy mà nó sẽ tải về những cái khu vực khác nhau và những cái khu vực đấy thì có thể là nó sẽ không phù hợp với phần nhận diện của cấp cắt do đó là có thể chúng ta sẽ không tìm thấy cho nên chúng ta sẽ sử dụng cách khác đó là các bạn sẽ nhấn vào cái nút xe này đấy, chúng ta sẽ xe cái đoạn văn bản giọng nói này sang Zalo chúng ta sẽ chọn Zalo Đấy, các bạn sẽ xe vào cái phần là cloud của tôi cloud của tôi để tránh cho không cần phải chuyển sang Zalo uh, của người khác cloud của tôi thì chỉ các bạn biết thôi Đấy, các bạn sẽ xe sang cloud của tôi này. như này là xong tiếp theo các bạn vào lại trong cái phần cloud của tôi ở trên Zalo Đấy, sau đó các bạn sẽ nhìn thấy cái uh, các cái văn bản chúng ta đã chuyển sang đây Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tải nó xuống chúng ta sẽ giữ tay vào chọn là lưu file để tải về đó. thì các bạn chỉ làm thêm một cái bước là xe từ bên VB sang bên Zalo, sau đó tải từ Zalo về thôi. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại cắp cắt này, mình sẽ bỏ cái đoạn âm thanh này đi, xóa cái đoạn âm thanh mình đã thêm thì nãy đi. Bây giờ mình sẽ vào lại phần âm thanh này. Đấy, lúc này mình sẽ không lấy âm thanh có sẵn ở đây nữa, mình sẽ chọn là trong tệp và từ thiết bị. Đấy, thì lúc này các bạn sẽ thấy được là cái âm thanh nó đã được chuyển vào đây này, từ bên VB nó đã được nhận diện ở đây này. Đó, như thế này. Đấy và chúng ta chỉ việc uh, lựa chọn để chúng ta đẩy vào thôi. Bây giờ ví dụ mình sẽ chọn cái đoạn này. Đấy và mình sẽ giữ tay, mình sẽ kéo nó từ đầu. Đấy các bạn nghe nhé Chào các bạn, tải tất cả là nơi chia sẻ kiến thức về các phần mềm, ứng dụng giúp các bạn sử dụng dễ dàng hơn. Truy cập Đấy, thì đấy là cái đoạn mình thêm vào đây thì bây giờ mình có thể thêm những cái video tiếp theo để cho nó dài bằng cái đoạn âm thanh của mình hoặc đơn giản là mình sẽ kéo ngắn cái đoạn âm thanh của mình lại như thế này. đó thì với những cái tính năng như vậy là mình đã hoàn toàn có thể tự biên tập cho mình một cái video có đầy đủ cắt ghép, uh, thêm âm thanh, thêm uh, nhãn dán, thêm chữ vào rồi thì sau khi mà tùy chỉnh xong chúng ta muốn xuất cái video này ra uh, thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút uh, mũi tên ở phía bên trên này. Đó, ngoài ra nếu mà chúng ta quên mất chúng ta muốn chỉnh sửa thêm phần nào đấy các bạn để ý thấy ở đây là gọi thấy là À, phần âm thanh đang hiển thị này nhưng mà phần chữ về nhãn dán của mình bây giờ nó lại hiển thị thành cái thanh sọc ngang như này đấy mình không thể dùng tay mình lựa chọn được thì để làm sao để xuất hiện được nó để mình chỉnh sửa ấy, thì mình quay lại thôi ví dụ mình muốn chỉnh sửa về nhãn dán chẳng hạn thì mình sẽ tìm đúng vào cái phần là nhãn dán này đấy mình nhấn vào đây đấy thì tự động cái phần nhãn dán nó sẽ mở ra để cho mình lựa chọn mình chỉnh sửa phần chữ cũng vậy các bạn cũng có thể nhấn lại vào cái phần văn bản này Đấy, để cho chữ nó tự động hiển thị ra để chúng ta sửa chữa. Và chúng ta có thể thêm nhiều nhãn dán, thêm nhiều chữ vào phía đằng sau này, rồi chúng ta có thể giữ tay và chúng ta di chuyển kéo nó đến vị trí nào mà chúng ta muốn. Đấy, nó khá là dễ dàng đối với phần mềm cắt cắt này thôi. Đó, và sau khi xong rồi chúng ta nhấn xuất ra bằng cách là các bạn nhấn vào cái nút mũi tên ở phía bên trên này, các bạn nhấn ra. Đấy thì cắt cắt nó sẽ bắt đầu xuất. Sau khi mà xuất xong thì các bạn có thể nhấn vào chia sẻ lên Instagram hoặc là chia sẻ lên tin hoặc chia sẻ lên uh, Facebook, TikTok. Đó, tất cả đây. Còn nếu mà các bạn chưa muốn chia sẻ thì các bạn có thể nhấn vào nút đã xong ở góc trên này là được. Rồi bây giờ các bạn truy cập vào trong cái bộ sưu tập trên điện thoại của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy cái video mà các cắt nó đã tạo ra chính là cái video này. Đấy, các bạn có thể xem thử. Chào các bạn, Tại tất cả là nơi chia sẻ kiến thức về các phần mềm đó như vậy là xong à còn một cái phần nữa đó là cái đoạn cuối cùng của cắp cắt ấy thường thì nó sẽ có cái chào các bạn cắp cắt như này. tại tất cả là nơi chia sẻ kiến thức về các phần mềm đó đoạn cuối nó hay hiển thị lên cái chữ cắp cắt như này thì các bạn hoàn toàn có thể xóa đi trước khi mà chúng ta xuất ra là chúng ta vào trong cắp cắt này Đấy, cái video mà chúng ta vừa chỉnh sửa ấy, thì các bạn kéo xuống cuối nó sẽ có một cái đoạn là đoạn phần kết thúc này thì chúng ta sẽ nhấn vào đây Đấy, chúng ta xóa nó đi thì nó sẽ không còn cái đoạn cắp cắt ở phía đằng sau nữa mà nó sẽ kết thúc cái video của chúng ta, đây mình sẽ xuất lại nhé. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái bộ sưu tập của mình. Đây là video thứ hai mình đã xuất lại này. Chào các bạn, tải tất cả là nơi chia sẻ kiến thức về các phần mềm. Thì mình sẽ không còn cái phần cắt cắt nữa. Thì đó là cái cách sử dụng cái phần mềm cắt cắt này, nó cũng khá là đơn giản thôi, các bạn là dành ra khoảng tầm 1 2 tiếng các bạn tự tìm hiểu là các bạn hoàn toàn có thể làm chủ được nó. Hy vọng rằng video đã giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn thành công.